Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách pha nước ấm chanh và mật ong. Cách pha như thế nào và cách sử dụng như thế nào để đem lại hiệu quả tốt nhất. Thì ở đây mình sẽ sử dụng 1/5 trái của cái chanh. Nếu như những bạn nào mà muốn giảm cân thì các bạn có thể sử dụng ở mức nhiều hơn. Còn nếu như những ai mà bị bệnh về bao tử thì các bạn có thể dùng ít lại. Tại vì trong chanh thì nó có chất axit, chất chua. Thì chất này nó sẽ không có tốt cho những người bị đau bao tử, nên các bạn có thể dùng một cái lượng ít hơn. Và mình mật ong thì mình mua ở trong nông trại. Và nước các bạn mua ở chợ ở đâu mật ong rừng thì càng tốt, nhưng mà cái này thì mình hè năm rồi mình đi vô nông trại mua trái cây thì mình có thấy người ta có bán nên mình có mua một hũ về và sử dụng cũng hết 2/3 rồi. Và nước ấm, các bạn lưu ý là nước ấm. Các bạn nếu như các bạn sử dụng nước nóng, nước sôi thì nó sẽ làm mất đi cái chất bổ trong mật ong và những cái chất ở trong chanh. Còn nếu như các bạn sử dụng nước lạnh thì cũng không có tốt, nên tốt nhất là nước ấm khoảng 50 độ C. Khi mà nước sôi, nước đun sôi là 100 độ C này, các bạn dùng nước ấm khoảng 50 độ C. Mình sẽ chế nước ra ly trước. Ở đây mình sử dụng mật ong. Các bạn pha đừng có ngọt quá và cũng đừng có chua quá. Mình dùng khoảng 2 muỗng. Cái muỗng này muỗng nhỏ, không có lớn, không có lớn nha các bạn. Mình nặn chanh vô. Mình đã sử dụng cái loại nước uống này cũng đã lâu rồi. Mình thấy nó rất là hiệu quả. Và tốt nhất, trong cái thời gian tốt nhất để sử dụng là các bạn uống vào buổi sáng mới ngủ dậy. Các bạn đánh răng, súc miệng. Sau đó các bạn uống một ly nước chanh ấm mật ong. Rất là tốt, rất là hiệu quả luôn. Và rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Khi mà sáng ngủ dậy các bạn làm một ly nước như thế này, nó có tác dụng là nó giống như là nó làm sạch đường tiêu hóa. Khi mà sau khi đó các bạn ăn vào thì trong một ngày các bạn ăn vào thì nó sẽ giúp cho cái hệ tiêu hóa, nó tiêu hóa thức ăn tốt hơn, giống như nó làm sạch cái đường ruột của mình, và nó giúp cho những người mà muốn giảm cân thì giảm cũng có tác dụng giảm cân, và nó làm cho đẹp da. Mình thấy nó có rất là nhiều công dụng, rất là nhiều công dụng nha, rất là tốt. Mình sẽ thử cái ly nước này. Vừa uống các bạn, không có chua, không có ngọt. Nó vừa. Và các bạn duy trì uống vào mỗi buổi sáng rất là tốt, và uống trong thời gian dài. Và mình uống cái loại nước này á, nó cũng giúp một phần nào, nó làm thông cổ, nó không có làm cho mình bị cảm, không có ngứa cổ, không có ho nữa các bạn. Nên các bạn duy trì uống loại nước này vào mỗi buổi sáng nha, nó sẽ rất là tốt. Ok, mình sẽ kết thúc cái chia sẻ của mình ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn các bạn vào những clip tiếp theo.